Việc gì cứ có tiền để chơi. Thì em có vẻ mãi vậy. Tới tí cho con này. Để chơi mai về. Thôi. Mà đã làm ở đâu mấy này. Lâu giàu lắm, nó mới mở quán trên Hà Nội được bao lâu rồi, xong bây giờ lại khá đâu cái quán họ lấy mặt bằng nó phải chạm mặt bằng với họ, nhưng nó làm thì họ đòi mặt bằng thì nó phải trả cho họ. Triệu 7-8 triệu hai vợ chồng làm nữa.